chủ yếu trà ra phía dưới, phía dưới kia nè, lật lên trà phía dưới, trà phía dưới trà cho nó kỳ kỹ nó kỳ mình nướng nó ngon hơn chứ. Còn bên kia nó đâu có thấm rồi ta, chủ yếu thấm mà không thấm là ở đó. Rồi đây đây, để cho nó thấm, để khoảng 20 phút cho nó thấm. Trong khi chờ đợi cho nó thấm thì chúng ta nhúng bếp. Nhúng bếp để có than nướng các bạn. Đó. Sau một thời gian ướp sát lên, mình sát thật mạnh lên cái đầu heo để cho nó đều cái gia vị á, để xíu nữa mình nướng. Đầu heo nó siêu cay. Đấy các bạn. Cái đầu trừ. Hình trừ. Rất là to nha các bạn. Ngoài ra thì mình ra chuẩn bị một cái mâm rau để ăn kèm, gồm salad, cà chua, dưa leo và một bát nước chấm. Nhìn rất là hấp dẫn các bạn. Đó, trong khi chờ đợi cái đầu heo cho nó ngấm gia vị thì nhúng bếp thôi. Đó. Nhúng bếp cho có than. Có than thật nhiều thì chúng ta nướng ngon.